Ngọc Thơ thời báo.d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tôn chỉ xuyên suốt của các thế hệ lãnh đạo đảng, thà mất nước còn hơn mất đảng. Ngày 18 tháng 3, Trang Tiến Dân đăng bài bình luận về chính trị Việt Nam của luật sư Đào Tăng Dực, một nhà quan sát chính trị sống tại Úc. Bài viết với tựa đề Võ Văn Thưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ trương thà mất nước còn hơn mất đảng. Theo luật sư Dực, chức vụ chủ tịch nước tương đương với nguyên thủ quốc gia, nhưng không phải chức vụ đứng đầu chính phủ như thủ tướng. Hiến pháp 2013 cũng chia một số quyền hành pháp giới hạn cho chủ tịch nước, và chức vụ này không hẳn là hoàn toàn có tính biểu tượng. Ví dụ, chủ tịch nước có quyền đề cử quốc hội bầu những vị trí quan trọng trong chính phủ, có quyền phong chức, giáng chức các tướng lĩnh quân đội, và quan trọng nhất là quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang. Hình ảnh bài trên Trang Tiến Dân. Tuy nhiên, theo luật sư Dực, việc bầu chọn Võ Văn Thưởng không hề làm cho vận mệnh đất nước sáng sủa hơn. Bởi luật sư dẫn diễn văn nhậm chức của ông Thưởng, ông nói nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính nguyên tắc có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Luật sư nhận xét, việc bám víu vô điều kiện vào chủ nghĩa Mác Lênin chứng tỏ rằng Võ Văn Thưởng ngày nay không khác gì Nguyễn Văn Linh sau ngày ký hiệp ước Thành Đô với Cộng sản Trung Quốc vào năm 1990 với ý thức rằng thà mất nước còn hơn mất đảng. Theo luật sư thì đối với các đảng Cộng sản, khi có sự xung đột mang tính sống còn giữa các quốc gia và đảng phái thì quyền lợi và sự sống còn của đảng sẽ thắng, còn tổ quốc thì sẽ diệt vong. Quy luật này áp dụng cho các đảng Cộng sản Liên Xô, đảng Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Cuba, đảng lao động Bắc Triều Tiên và dĩ nhiên là có cả đảng Cộng sản Việt Nam. Luật sư kể những bằng chứng cụ thể cho thấy vì tính vị kỷ và khuynh hướng thà mất nước còn hơn mất đảng của đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho dân tộc mất đi nhiều cơ hội lịch sử. Cơ hội đầu tiên được kể đến là cơ hội cộng tác với các nhóm chính trị và xã hội khác vào năm 1945, vì họ đã cướp đi chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim. Các lực lượng này bao gồm Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội, Đại Việt Quốc dân đảng, Đệ tứ Quốc tế Cộng sản và các nhóm tôn giáo như Việt Nam Dân chủ xã hội đảng của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Cộng sản Việt Nam vì quyền lợi vị kỷ của đảng và vì vâng lời các quan thầy Liên Xô và Trung Quốc đã thanh toán đẫm máu các đảng phái quốc gia thay vì xây dựng một nền dân chủ đa nguyên chân chính cho Việt Nam. Hình ảnh ông Võ Văn Thưởng tân chủ tịch nước. Cơ hội thứ hai là vào năm 1954, sau trận chiến Điện Biên Phủ, mà theo luật sư, đây là một cuộc chiến không cần xảy ra. Theo luật sư, các chính đảng yêu nước từ Hữu Khuynh đến Tả Khuynh đều có thể góp sức đánh đuổi thực dân Pháp và sẽ không có thảm họa chia cắt đất nước thành hai miền. Vì đây là giai đoạn các cường quốc thực dân thoái trào, nên nếu không có đảng Cộng sản thì toàn thể lãnh thổ Việt tộc từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau cũng đã được trao trả độc lập, xây dựng một chế độ dân chủ đa đảng. Nếu như vậy thì ngày nay dân tộc Việt đã hóa rồng trên bầu trời Đông Á. Cơ hội thứ ba là vào năm 1975, sau khi chiếm được miền Nam, một lần nữa vì quyền lợi vị kỷ của đảng đắm chìm trong sự u mê, ý thức hệ của Mác Lê đã đánh mất cơ hội đại đoàn kết dân tộc như Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ đã làm hơn 100 năm về trước. Thay vào đó, chính sách trả thù, giết chóc, cải tạo gây ra thảm họa vượt biên tìm tự do với hàng trăm ngàn người vùi thay trong lòng đại dương. Cơ hội thứ tư mà luật sư kể đến là vào năm 1990, sau khi Liên Xô sụp đổ, cũng vì chủ trương thà mất nước còn hơn mất đảng, Cộng sản Việt Nam đã từ chối không gia nhập tiến trình dân chủ hóa như các quốc gia Đông Âu và Trung Á, mà chọn quy hàng Cộng sản Trung Quốc. Hầu có điểm tựa về ý thức hệ tương lai, bán rẻ đất nước, biển và chủ quyền dân tộc. Cơ hội thứ năm là khi Việt Nam gia nhập WTO. Cộng sản Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001 và từ đó tiến bộ ngoạn mục, trở thành một cường quốc kinh tế. Luật sư cho biết, trước đó đã 10 năm, nhiều thành phần trí thức Việt Nam đã khuyến khích Đảng Cộng sản Việt Nam gia nhập. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngăn chặn và hứa hẹn rằng buôn bán với Trung Quốc, còn lợi nhuận gấp 10 lần buôn bán với Hoa Kỳ và các nước tư bản. Sau đó, Trung Quốc bất ngờ gia nhập WTO trước Việt Nam. Cộng sản Việt Nam thà mất nước về tay Trung Quốc, còn hơn mất đảng, đã bị đàn anh gạt gẫm, bán rẻ quyền lợi tổ quốc. Luật sư đánh giá sự thăng chức chủ tịch nước của Võ Văn Thưởng chỉ là sự tiếp nối của chủ trương phản quốc của Cộng sản Việt Nam. Đó là thà mất nước còn hơn mất đảng mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin tôn chỉ xuyên suốt của các thế hệ lãnh đạo đảng, thà mất nước còn hơn mất đảng. Ngọc Thơ thời báo.d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngưu tầm ngưu, Tập chuẩn bị đi thăm Putin. Ngày 17 tháng 3, BBC Tiếng Việt dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình sắp thăm Moscow gặp ông Putin. Theo đó, ông Tập sẽ đi Nga từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3 theo lời mời của Tổng thống Putin. BBC cho biết chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh, một đồng minh của Nga, đã đưa ra đề xuất để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, các nước phương Tây lạnh nhạt với các đề xuất này. Các nước phương Tây đã cảnh báo Bắc Kinh không nên cung cấp vũ khí cho Moscow. Hình ảnh bài trên BBC. BBC dẫn tin từ Điện Kremlin nói rằng hai bên sẽ bàn về một quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, và một số tài liệu song phương quan trọng được trông đợi sẽ được ký trong chuyến thăm này. Dẫn thông tin từ Twitter của bà Hoa Xuân Oánh vào thứ Sáu ngày 17 tháng 3, BBC cho biết bà Oánh nói đây sẽ là một chuyến thăm vì tình hữu nghị và hòa bình, trên cơ sở không liên kết, không đối đầu và không nhắm vào một bên thứ ba nào. Trung Quốc và Nga đã thúc đẩy dân chủ lớn hơn trong mối quan hệ quốc tế. Bà Hoa Xuân Oánh nói thêm, Trung Quốc sẽ giữ vị trí khách quan và công bằng về cuộc chiến ở Ukraine và đóng vai trò xây dựng trong việc khuyến khích đàm phán vì hòa bình. Trước đó, vào tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông muốn gặp ông Tập Cận Bình để thảo luận về đề xuất của Bắc Kinh, BBC cho hay. Tôi thực sự muốn tin rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga, ông Zelensky nói. BBC dẫn tin từ truyền thông Mỹ hôm thứ Sáu nói rằng ông Tập sẽ nói chuyện qua mạng với ông Zelensky sau khi thăm Nga, nhưng điều này chưa được xác nhận. Cho tới nay, Trung Quốc đã không đón nhận các nỗ lực vận động của Ukraine cho một cuộc gặp giữa ông Tập và ông Zelensky. Phóng viên ngoại giao BBC James Landell từ Kiev cho biết, Ngoại trưởng Ukraine Mitro Kuleba nói Tổng thống Zelensky sẵn sàng có cuộc điện đàm với ông Tập, và nói thêm, tôi không nghĩ Trung Quốc lúc này đã tới thời điểm mà họ sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Nga, theo BBC. BBC cho biết thêm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng nói Bắc Kinh đang xem xét việc cung cấp vũ khí khí tài cho Nga, nhưng Trung Quốc luôn phủ nhận điều này. Hình ảnh hai kẻ độc tài Tập Cận Bình và Putin. Khi BBC hỏi về tin rằng ông Zelensky có thể sẽ nói chuyện với ông Tập lần đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết sẽ là điều rất tốt nếu hai bên nói chuyện. Chúng tôi ủng hộ và đã ủng hộ điều đó, ông John Kirby nói. Trong khi đó, BBC đưa tin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm thứ Sáu kêu gọi Kiev và Moscow bắt đầu lại đàm phán hòa bình sớm nhất có thể. Trong một cuộc điện đàm, ông Tần Cương nói với ông Kuleba rằng Bắc Kinh hy vọng các bên sẽ giữ bình tĩnh, thực hiện kiềm chế, nối lại đàm phán hòa bình sớm nhất có thể và trở lại con đường hòa giải chính trị. Ông Kuleba nói hai người bàn về tầm quan trọng của nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và các công thức hòa bình mà ông Zelensky để chấm dứt xâm lược và khôi phục hòa bình chính đáng ở Ukraine. Trong khi đó, truyền thông trong nước cho biết điều kiện để chấm dứt chiến tranh của ông Putin là Ukraine phải chấp nhận những vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow đã chiếm đóng và sáp nhập vào Nga là của Nga. Điều kiện này được Điện Kremlin nêu trong một thông báo vào ngày 5 tháng 1 năm 2023. Nga và Ukraine đã từng nhiều lần đàm phán về hòa bình, nhưng đều đổ vỡ vì điều kiện của kẻ xâm lược và người vệ quốc khó có thể gặp nhau. Người Việt có câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tập và Putin đều là hai kẻ độc tài toàn trị. Tất nhiên, họ sẽ có nhiều điểm tương đồng để nói chuyện, bàn thảo và thậm chí là bảo vệ lẫn nhau, bất chấp phần còn lại của thế giới. Cuộc xâm lược của Nga nếu thắng lợi và đạt được những yêu cầu mà Putin mong muốn, thì có lẽ đó sẽ là một tiền lệ có lợi cho Tập trong những ý tưởng bành trướng của ông ta, nhất là trong quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Ngưu Tầm Ngưu, Tập chuẩn bị đi thăm Putin. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d